Nga muốn tiến xa hơn sau khi kiểm soát Adipka, tiết lộ vũ khí tái định hình xung đột. Bốn kịch bản kết thúc xung đột Nga-Ukraine sau 2 năm xung đột. Xuất hiện phương tiện không người lái có khả năng giả tàu ngầm của Nga. Tạm dừng hay tăng cường tấn công, Nga sẽ làm gì tiếp theo ở Adipka? NATO triển khai 32.000 quân tới gần biên giới Nga-Belarus Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nói về chiến thắng ở Adipka, tổng thống Nga ông Vladimir Putin khẳng định đây là điều chắc chắn và tuyên bố Nga cần tiến xa hơn nữa trong kế hoạch quân sự của mình. Trong tình hình đó, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev cũng đã nhấn mạnh về một thứ vũ khí quan trọng đang chiếm ưu thế trong hoạt động quân sự hiện đại và tái định hình xung đột Nga-Ukraine tổng thống nga vladimir putin cho biết chiến thắng ở adipka là điều chắc chắn và quân đội nga cần tiến xa hơn nữa ở vùng donbass tuyên bố trên được ông putin nói trong cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng nga đại tướng sergei shoigu sau khi moscow chiếm được adipka tại cuộc họp đại tướng shoigu đã báo cáo cho tổng thống putin về quá trình kiểm soát adipka với tổn thất tối thiểu đối với quân đội nga đồng thời cho biết phía ukraine trong quá trình rút khỏi thành phố đã bỏ lại nhiều binh sĩ bị thương và cùng khí tài quân sự Tổng thống Putin sau đó đã chúc mừng đại tướng Shoigu về chiến thắng ở Adipka, đồng thời cho rằng việc Ukraine tuyên bố rút lui chiến thuật khỏi phòng tuyến ở Adipka chỉ là hành động chính trị nhằm che giấu thất bại trên chiến trường. Tổng thống Nga nhấn mạnh, sự phát triển của chiến dịch phải được chuẩn bị tốt, được cung cấp đầy đủ nhân sự, vũ khí, thiết bị và đạn dược. Là một vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Donetsk, Adipka đã từng là thành trì quan trọng của Kiev kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Donbass thuộc Ukraine. Trong 9 năm qua, địa điểm này vẫn nằm trên tuyến đầu xung đột và là điểm khởi đầu cho nhiều cuộc tấn công của Ukraine và Donetsk. Đại tướng Shoigu cho biết, Adipka đã được gia cố mạnh mẽ với các hầm và đường hầm rộng lớn dưới lòng đất do quân đội Ukraine xây dựng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ, chiến dịch đánh chiếm Adipka đã được Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị từ mùa thu năm ngoái. Bộ chỉ huy Nga đã sử dụng các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các điểm then chốt ở các vị trí của Ukraine. Quân đội Nga đã thực hiện hơn 450 cuộc tấn công như trên hàng ngày trong suốt chiến dịch. Một số chuyên gia và quan chức phương Tây nhận định Nga sẽ mở rộng thêm từ 50 đến 60 km trên tiền tuyến sau khi kiểm soát Adipka, giúp họ mở đường tiến công các thành phố khác như Konstantinovka ở phía Bắc và tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Trong tình hình đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết máy bay không người lái UAV đang tái định hình xung đột Nga-Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, ông Medvedev cho hay, khi kế hoạch quân sự bắt đầu, rất ít người nói về UAV mọi người nghĩ cuộc xung đột này cũng sẽ diễn ra theo các quy tắc cổ điển. Tuy nhiên, thế giới đã thay đổi và công nghệ cũng đã thay đổi. Cũng theo ông Medvedev, trước sự ngạc nhiên của hầu hết các chiến lược gia quân sự trên thế giới, UAV đang chiếm ưu thế trong hoạt động quân sự hiện đại. Hồi tháng 1, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các UAV nội địa của Nga đang thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực xung đột quân sự ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã đặt mục tiêu trong năm nay Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu UAV góc nhìn thứ nhất FPV. Đây là loại máy bay có giá thành rẻ và được cả Nga và Ukraine trang bị với số lượng lớn. Theo trang Business Insider, trong gần 2 năm qua, giao tranh ác liệt đã tàn phá nhiều khu vực ở Ukraine, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di rời. Với tình hình hiện nay, Cuộc xung đột giữa hai bên vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, nhưng có thể đi theo hướng một trong bốn kịch bản. Theo đó, kịch bản thứ nhất, các chuyên gia cho rằng hy vọng của Ukraine phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây. Ukraine dựa rất nhiều vào hỗ trợ quân sự và tài chính từ Mỹ, Anh và Liên minh Châu Âu (EU). Tại một cuộc họp báo vào đầu tuần này, ông Max Bergman, giám đốc chương trình Châu Âu, Nga và Á Âu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) nhận định rằng nếu tiếp tục nhận được hỗ trợ, Ukraine có thể bố trí tốt lực lượng để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Ông Beckman phân tích rằng cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ về gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ là yếu tố then chốt trong định hình diễn biến của cuộc xung đột. Gói viện trợ trên đã được thông qua tại Thượng viện và sẽ được chuyển đến Hạ viện, nơi có thể vấp phải sự phản đối gay gắt từ một số thành viên Đảng Cộng Hòa. Ukraine cũng đã đạt được một số chiến thắng đáng chú ý, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kết quả của cuộc xung đột. Ông Elliot Cohen, tại CSIS nói rằng quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất đáng kể về cả kho đạn dược cũng như số lượng binh sĩ. Vì vậy, nếu viện trợ không đến, điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với lực lượng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cả về mặt quân sự và tâm lý. Ông cho rằng cuộc tranh luận gay gắt ở Mỹ về gói viện trợ mới dành cho Ukraine có thể đã giúp thúc đẩy châu Âu ngày càng ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, nếu nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine bị suy giảm, điều này dẫn đến kịch bản thứ hai – Nga có thể thực hiện một cuộc xung đột tiêu hao và giành chiến thắng. Kịch bản thứ ba liên quan đến một thỏa thuận hòa bình. Theo Bloomberg hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những thông tin thăm dò với Mỹ, cho thấy rằng ông đã sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine. Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng điều này hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Về phần mình, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Ariane Watson nói rằng Mỹ không biết về những thay đổi trong quan điểm này của Nga và rằng Ukraine sẽ quyết định liệu có đàm phán với Nga hay không, khi nào, như thế nào. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2024, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Thụy Sĩ tổ chức một hội nghị hòa bình. Thụy Sĩ là quốc gia trung lập, từng đóng vai trò trung gian trong các cuộc xung đột quốc tế trước đây. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Sergei Gamonin khẳng định việc Thụy Sĩ tổ chức hội nghị hòa bình cho Ukraine sẽ là vô nghĩa và chắc chắn thất bại nếu không có sự tham gia của Nga. Ông Gamonin cũng cho rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky không phải là cơ sở để đối thoại vì đã đặt ra một loạt tối hậu thư đối với Nga. Ông nhấn mạnh không thể nói chuyện với Nga bằng ngôn ngữ của tối hậu thư. Kịch bản cuối cùng liên quan đến chiến tranh hạt nhân. Theo kịch bản này, Tổng thống Putin đã đưa ra một số tuyên bố liên quan sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự tại Ukraine, nhưng phương Tây vẫn bị chia rẽ khi nhận định tuyên bố trên. Ông Seth Jones, Phó chủ tịch cấp cao của CSIS bình luận rằng có những rủi ro lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân và cũng sẽ có nguy cơ xảy ra bội phóng xạ hạt nhân trên toàn lãnh thổ Nga nếu tổng thống Putin sử dụng chúng. Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev từng cảnh báo Moscow sẽ buộc phải tấn công phủ đầu nếu phương Tây chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là rất thấp song liên minh này vẫn rất thận trọng trước nguy cơ đó. Người đứng đầu NATO cũng nói thêm rằng khối quân sự này muốn khẳng định rõ sẽ không có bên chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Xung đột giữa Nga và Ukraine ở Biển Đen và chiến dịch của Mỹ chống lực lượng hâu thi ở Biển Đỏ đã cho thấy tầm quan trọng của tàu không người lái trong chiến tranh hiện đại. Các nhà thiết kế Nga đã tiến thêm một bước khi tạo ra phương tiện không người dưới nước, không người lái hạng nặng có thể hoạt động như mồi nhử để đánh lửa tàu chiến đối phương. Tập đoàn đóng tàu thống nhất USC của Nga đã hé lộ những chi tiết mới về một loại phương tiện không người lái dưới nước có tên Surogat V. Phòng thiết kế Rubin có trụ sở tại Saint Petersburg cho biết trong một thông cáo báo chí, Surogat V sẽ hỗ trợ hoạt động của các tàu ngầm có người lái, chủ yếu là duy trì và khôi phục khả năng tàng hình. Nó sẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện thủy lôi trinh sát ở vùng nước phủ băng và thực hiện các nhiệm vụ khác gây nguy hiểm hoặc tốn thời gian cho các tàu có người lái, chẳng hạn như lập bản đồ địa hình. Tàu ngầm không người lái hạng nặng này có lượng dạng nước 40 tấn, dài 17 mét và có tầm hoạt động lên tới 800 hải lý, nhiều hơn 200 hải lý so với thời điểm dự án được công bố lần đầu tiên vào năm 2022. Surrogat V dự kiến có tốc độ hành trình 5 hải lý một giờ và tốc độ tối đa 24 hải lý một giờ, được hỗ trợ bằng động cơ đẩy phản lực bơm thường thấy trên các tàu ngầm lớn hơn tàu sẽ được cung cấp năng lượng bằng pin lithium-ion. Nhà phát triển hiện đang nghiên cứu nguồn năng lượng điện hóa cho phương tiện này. Surugat V có thể được trang bị thiết bị tìm kiếm thủy âm và hệ thống phát hiện tàu ngầm độc nhất của Nga, được gọi là SOKS. Hệ thống SOKS có thể phát hiện tàu ngầm của đối phương dựa trên bất kỳ hóa chất hoặc bức xạ nào phát ra khi hoạt động. Một trong những tính năng quan trọng của Surugat V là bắt chước tiếng ồn do tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm điện diesel có người lái tạo ra, cho phép nó đánh lừa đối phương buộc đối phương phải truy đuổi tàu ngầm không người lái thay vì tàu ngầm có người lái. Surugat V lần đầu tiên được ra mắt tại triển lãm quân sự Army 2022. Nhà phát triển quảng bá nó là robot hạng nặng dưới nước có khả năng hoạt động chung với các tàu ngầm của hải quân. Nhà phát triển hệ thống Surugat V, cục thiết kế Rubin, là nơi thiết kế nhiều tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm điện diesel nổi tiếng nhất của Nga và Liên Xô, từ lớp Kilo đến tàu ngầm Borei SSBN và siêu tàu ngầm phong Akula cũng như một loạt robot hải quân và tàu không người lái từ những năm 1960. Các chi tiết bổ sung về triển vọng phát triển của Surugat V, thời điểm dự kiến sản xuất hoặc nó sẽ được triển khai trên các tàu ngầm nào vẫn chưa được công bố. Các nhà quan sát quốc phòng Nga tin rằng sự phát triển mới này có thể hữu ích cho chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine nếu được triển khai kịp thời, đặc biệt khi NATO tiếp tục tăng cường cung cấp các loại thủy lôi và tàu không người lái mới nguy hiểm cho Kiev hoạt động ở Biển Đen để chống lại tàu chiến Nga. Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng các hệ thống như Surugat-V sẽ được trang bị vũ khí cho nhiệm vụ tấn công. Nhà sử học Hải quân Nga Dmitry Zavoronkov cho rằng loại vũ khí này có thể bao gồm các UAV Kamikaze cỡ nhỏ dùng để phá hủy min của đối phương. Ông Zavoronkov cho biết những hệ thống như Surugat-V là tương lai của chiến tranh hiện đại. Các nhà phát triển cũng đã tạo ra một số hệ thống tàu lặn không người lái khác, như VTSD vào năm 2019. Đây là phương tiện lặn sâu hoàn toàn tự động có thể hoạt động ở mọi độ sâu trên khắp các đại dương. VTSD đã lặn xuống rãnh Mariana, rãnh đại dương sâu nhất trên trái đất, vào tháng 5 năm 2020, trở về an toàn và liên lạc thành công với bề mặt trong suốt quá trình lặn xuống hơn 10.000 10 mét. Nga có rất nhiều kinh nghiệm về các phương tiện không người lái dưới nước chỉ có thể so sánh với Mỹ. Bước đột phá đầu tiên của nước Nga hiện đại trong việc tạo ra các phương tiện dưới nước cỡ lớn không người lái bắt đầu vào giữa những năm 2000 với Klavesin, một phương tiện không người lái cỡ lớn cho đến khi Surugat V ra đời và trở thành một trong những phương tiện lớn nhất và tiên tiến nhất ở Nga. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng Nga sẽ phải tạm dừng trước khi tiếp tục có hoạt động tấn công trên mặt trận Adipka hoặc tái triển khai quân tiếp viện từ các khu vực khác của tiền tuyến để ngăn chặn các hoạt động của Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng lực lượng Nga sẽ phải tạm dừng trước khi tiếp tục các hoạt động tấn công trên mặt trận Adipka hoặc tái triển khai quân tiếp viện từ các khu vực khác của tiền tuyến để ngăn chặn các hoạt động của Ukraine gần thành phố này. Tốc độ các hoạt động tấn công của Nga gần Adipka được cho là đã chậm lại đáng kể sau khi Moscow kiểm soát được thành phố chiến lược ở Donbass. Ông Dmitry Likovi, người phát ngôn nhóm tác chiến Taprilia của Ukraine cho hay, số cuộc tấn công của Nga ở mặt trận Adipka đã giảm đáng kể trong 24 giờ qua. Quân đội Nga hiện đang tái tập hợp và tiến hành một chiến dịch truy quét ở Adipka. Theo các quan chức Ukraine, quân đội nước này đã rút về tuyến phòng thủ mới. Tuyến phòng thủ này đã chuẩn bị từ trước và hiện đang được tăng cường. Các chuyên gia cho rằng lực lượng Nga có thể phải tạm dừng hoạt động trước khi nối lại các cuộc tấn công quan trọng trên mặt trận Adipka hoặc điều thêm quân tiếp viện từ các khu vực khác của tiền tuyến đến thành phố này để ngăn chặn các hoạt động của Ukraine sẽ gia tăng gần Adipka. Nga có lực lượng dự bị cho những đợt tăng viện như vậy ở nhiều nơi khác trên tiền tuyến. Tuy nhiên theo ISVK, hiện vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuyển lực lượng dự bị này đến Adipka. Ngược lại, Ilya Zheblas, người đứng đầu cơ quan báo chí của nhóm chiến lược Khotisya cho rằng phía Nga có khả năng sẽ điều chuyển các lực lượng Nga đang tập trung xung quanh Adipka đến các khu vực khác của tiền tuyến trong thời gian tới. Trong khi Ukraine đang phải chịu áp lực lớn tại một số địa điểm khác dọc chiến tuyến kéo dài khoảng 1.000 km từ biên giới với Nga ở phía Bắc tới Biển Đen, Nga dường như đang tìm cách khai thác điểm yếu đối phương khi các đơn vị mạnh nhất của Ukraine tỏ ra kiệt sức sau 2 năm giao tranh. Kiev không chỉ bị thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng mà còn phải hứng chịu các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga. Mục tiêu ban đầu của Tổng thống Zelensky là giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Nhưng giờ đây, quân đội Ukraine đang phải gồng mình ngăn chặn Nga giành thêm lãnh thổ mà Kiev đã nắm giữ. Mục tiêu của Tổng thống Putin là giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía đông Ukraine gồm Lugansk và Donetsk, nhưng rất ít nhà quan sát tin rằng ông sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu có thêm cơ hội. Nga đã thể hiện quyết tâm chiếm giữ thành trì Adipka vào tháng 10 năm 2023, nhưng các lực lượng nước này cũng đang tấn công gần Bakhmut và Marinka tại Donetsk, đồng thời hướng tới Kupiansk ở phía Bắc ở mặt trận phía Nam tại Zaporizhia, một số nguồn tin cho biết Nga đã tăng cường số lượng lớn các binh sĩ tại khu vực Ukraine phát động cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 với quân số lên đến 50.000 người. Người đứng đầu Hội đồng Lực lượng Dự bị Lục quân Ukraine Ivan Timoko nhận định mặc dù mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Anipka, nhưng trên thực tế, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở khu vực Liman, Kupiansk và gần Bakhmut đối phương cũng tập trung lực lượng mạnh mẽ ở robotin một điểm nóng khác ở mặt trận phía nam hiện quân đội ukraine đang cố gắng thiết lập các vị trí phòng thủ mới ở phía bắc adipka trên vùng đất cao hơn các nhà phân tích cho rằng nga sẽ chưa tiến hành cuộc tấn công vào phòng tuyến này khi kiev tái tập hợp lực lượng nhưng họ có thể chiếm giữ một số ngôi làng ở xa hơn suốt nhiều tháng qua đã khiến quân đội ukraine hầu như không còn nơi trú ẩn để bảo toàn lực lượng họ buộc phải rút lui jeho fesop một binh sĩ ukraine cho biết Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của chúng tôi không là gì khi chống lại một quả bom nặng 500 kg hoặc một tấn của đối phương đánh trúng một tòa nhà và phá hủy nó. Đây là cách Nga giành được lợi thế, họ san phẳng tuyến phòng thủ và tiến vào thành phố. Sau khi chiếm Adivka, Nga đã tung lực lượng cùng xe tăng T-55 hơn 70 tuổi tiến công làng chiến lược Rabotino, nhưng đã vấp phải sức kháng cự của quân đội Ukraine tại một số địa điểm và hứng chịu tổn thất lớn. Nga trước đây chỉ dùng xe tăng T-55 làm bệ pháo di động, không đưa ra tiền tuyến. Nhưng chiến thắng tại Adipka dường như đã thúc đẩy sư đoàn bộ binh cơ giới số 42 có hành động mạo hiểm hơn. Điều mẫu xe tăng đời cũ này cùng xe chiến đấu bộ binh BMP và xe bánh xích đa năng MTLB vừa cánh đồng chống trải để đánh vào vị trí phòng ngự của Ukraine. Video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cho thấy, máy bay không người lái UAV đã liên tục lao vào những chiếc thiết giáp BMP với binh sĩ Nga ở phía trên trong khi xe tăng T-55 trúng tên lửa chống tăng. Một số xe thiết giáp chở quân của Nga tiếp cận được chiến hào Ukraine và đổ quân nhưng hứng chịu hỏa lực từ các loại đạn trùm khiến họ phải rút lui. Nga đang tuyển mộ thêm quân và phục hồi nhiều phương tiện nghiêm cất trong kho, trong đó có xe bánh xích MTLB và xe tăng cũ như T-55 để đưa vào chiến trường Ukraine. Các chuyên gia phương Tây thừa nhận Nga có đủ quân và trang thiết bị để tiếp tục chiến dịch tới năm 2025. Tuy nhiên, Ukraine cũng đang đối mặt tình thế vô cùng khó khăn khi đạn dược cạn dần trong lúc Quốc hội Mỹ vẫn tranh cãi về gói viện trợ quân sự cho nước này. Sự bế tắc chính trị tại Quốc hội Mỹ về hỗ trợ quân sự cho Ukraine kết hợp với việc thiếu năng lực sản xuất ở châu Âu đang dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng về đạn pháo ở Ukraine, có thể khiến những nỗ lực chiến đấu của Kiev đối mặt với thảm họa nếu không có đủ đạn pháo quân đội ukraine sẽ phải giành được nhiều vị trí hơn dọc tiền tuyến để đánh bại các cuộc tấn công của nga bằng các vũ khí nhỏ điều này sẽ làm tăng thương vong phía ukraine cũng như giảm số lượng quân nhân ở ngoài tiền tuyến để huấn luyện và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công trong tương lai giới quan sát cho rằng điều này có thể khiến quân đội ukraine có nguy cơ bị khóa chân trong thế phòng thủ lâu dài và từ từ phải nhượng bộ như trường hợp gần đây nhất tại adipka Ukraine hiện nay đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của khoảng 470.000 lực lượng Nga mỗi ngày nhằm vào các vị trí. Nếu Ukraine có đủ pháo binh, các cuộc tấn công này có thể dễ dàng bị đẩy lùi. Việc thiếu pháo và đạn dược không chỉ làm giảm khả năng của Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, mà còn khiến pháo binh Ukraine dễ bị máy bay không người lái lan xét 3M của Nga tấn công và phản công bằng hỏa lực. Nếu Mỹ thông qua gói hỗ trợ cho Ukraine, giữa bối cảnh Thượng viện đã thông qua khoản viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ vào tuần trước, nhưng phải đối mặt với những rào cản lớn ở Hạ Viện, thì có thể Ukraine sẽ nhận được khoảng 1,3 triệu viên đạn vào năm 2024 và giúp Kiev giữ vững phòng tuyến. Với sự đầu tư của châu Âu để mở rộng sản xuất, phương Tây có thể cung cấp nhiều hơn đáng kể sự hỗ trợ cho Ukraine vào năm 2025 cho phép Kiev thực hiện các hoạt động tấn công. Tuy nhiên, bởi vì châu Âu vẫn đang mở rộng năng lực sản xuất, nên Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu thụt nghiêm trọng đạn dược trong vài tháng tới trừ khi Mỹ can thiệp. Nga hiểu tầm quan trọng của pháo binh trong cuộc xung đột tiêu hao, số lượng đạn pháo khổng lồ mà Moscow sử dụng đã mang lại cho nước này lợi thế quyết định trên chiến trường hiện nay. Dù vậy, họ cho rằng bất chấp những lợi thế này, sự thống trị về hỏa lực của Nga có thể sẽ giảm dần theo thời gian. Thưa quý vị, sau khi thất thủ ở Adipka, quân đội Ukraine đang phải gồng mình ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga để tránh mất thêm các vùng lãnh thổ mà Kiev đã nắm giữ. Mới đây nhất, quân đội Ukraine đã tiến vào các vị trí phòng thủ mới ở phía đông và đẩy lùi các nỗ lực tấn công mới của Nga. Sau khi thành phố chiến lược Adipka thất thủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi việc Nga kiểm soát Adipka là chiến thắng quan trọng khi phía Ukraine thông báo rút quân khỏi thành phố chiến lược này sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Đây cũng là thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi họ giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sinsky cho biết lực lượng Ukraine đã rút khỏi thành phố tiền tuyến Adipka, khu vực Donetsk, đông Ukraine. Vị tướng này giải thích ông đã ra lệnh rút quân để tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng cũng như sức khỏe của các quân nhân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã chỉ ra cứu người của mình là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ông thông tin thêm, quân đội Ukraine đã gặp trở ngại do thiếu đạn dược vì sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev đang giảm đi việc Nga kiểm soát Adipka là đòn dáng về mặt chiến lược nhằm vào quân đội Ukraine. Ngoài ra, Adipka là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine nhiều năm qua, nên sự thất thủ của thành phố này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội Ukraine. Adipka thất thủ sẽ đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi cửa ngõ Donetsk, cũng như mở các tuyến đường sắt và đường bộ chính cho lực lượng Nga trong khu vực. Sau khi kiểm soát Adipka, lực lượng Nga có thể nhắm tới các thành phố chiến lược như Pokrovsk, cách đó khoảng 48 km về phía tây bắc, vốn là trung tâm hậu cần cho quân đội Ukraine. Ông Mykola Bilyevskov, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Ukraine, nhận định Adipka là một điểm quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine bởi thành phố này giúp bảo vệ Pokrov. Kiểm soát Adipka cũng đưa Nga tiến gần thêm một bước tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk, khu vực mà Nga tuyên bố sắp nhập nhưng đến nay chưa kiểm soát hoàn toàn. Đối với Tổng thống Putin, chiến thắng này cũng có lợi trong lúc ông tái tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ năm. Sự thất thủ của Anipka là dấu hiệu mới nhất cho thấy lực lượng Nga đã nắm chắc thế chủ động trên chiến trường sau khi cuộc phản công vào mùa hè của quân đội Ukraine không đạt được hầu hết các mục tiêu. Trong một diễn biến liên quan khác, theo nghị sĩ Ukraine Alexei Goncharenko, trừ khi Ukraine có được tư cách thành viên đầy đủ của NATO, nước này sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển hoặc bằng cách nào đó có được vũ khí hạt nhân. Nhà lập pháp Ukraine đã nêu vấn đề này khi trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Hội nghị An ninh Munich. Ông Goncharenko đặt câu hỏi rằng liệu Ukraine có lựa chọn nào khác để đối phó với Nga ngoài việc trở thành thành viên NATO hay không? Nghị sĩ Ukraine nói hai phương án mà ông nghĩ đến là Ukraine có thể liên minh với một cường quốc hạt nhân hoặc khôi phục tiềm năng về vũ khí hạt nhân của Kiev. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken chưa trả lời câu hỏi của ông Goncharenko. Ông Goncharenko lưu ý thêm rằng nếu NATO không muốn kết nạp chúng tôi thì Ukraine phải chế tạo rocket hạt nhân, cho rằng Kiev sẽ sẵn sàng chịu bất kỳ biện pháp trừng phạt nào do vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Goncharenko nói, chúng tôi không cần 1.000, chúng tôi cần 20 rocket hạt nhân, nhưng không nêu rõ ông mong đợi Ukraine có được vũ khí hạt nhân như thế nào. Vào năm ngoái, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov thừa nhận Ukraine gần như không có cơ hội tự sản xuất vũ khí hạt nhân. Theo Tổng thống Nga Putin, Ukraine đã đàm phán để mua vũ khí hạt nhân trước khi xung đột nổ ra, trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cho biết việc Kiev đe dọa khởi động lại chương trình hạt nhân là một trong những yếu tố chính khiến Nga triển khai kế hoạch quân sự. Hiệu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Brien vừa có bài viết trên trang Asian Time phân tích những khả năng có thể xảy ra với Ukraine sau khi Kiev để mất Adipka và tay Nga ông cũng chỉ ra nhiều chuyện hậu trường. Theo cựu thứ trưởng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đặt cược danh tiếng của mình vào Adipka và muốn giữ thành phố bằng mọi giá. Tuy nhiên, ông Oleksandr Shishky, người từng là chỉ huy mặt đất dưới quyền ông Zalutny, trở thành tân tổng tư lệnh. Ông Shishky lại là người có chiến thuật dẫn đến sự sụp đổ của Bakhmut cùng với thương vong rất nặng nề. Sau khi nhậm chức, ông Shishky ngay lập tức triệu tập 3-4 lữ đoàn để cứu Adipka nhưng không thành công ông giao lữ đoàn 3 tham gia cuộc xung đột ở Adipka. Lữ đoàn 3 trên thực tế là lữ đoàn Azov được cải tổ. Được biết, lữ đoàn 3 không hoạt động như mong đợi. Khi họ tiến vào Adipka từ phía Bắc, tình hình đã rất nghiêm trọng. Thời điểm đó, có khoảng 4.500 binh sĩ Ukraine ở phía Bắc thành phố, hầu hết ẩn náu trong nhà máy than cốc. Ngoài ra, 3.500 người khác ở trung tâm thành phố, gần các quận của thị trấn phía Nam và một sân bay cũ bị bỏ hoang. Lữ đoàn 3 không tuân lệnh và chạy khỏi thị trấn chống lại mệnh lệnh của ông Sitsky và ông Zelensky. Một số thuộc lữ đoàn 3 đã đầu hàng quân đội Nga. Đây chính là nguyên nhân khiến Tổng tư lệnh Shisky ra lệnh rút lui khỏi Alipka. Động thái rút lui là một đòn giáng mạnh và uy tín của ông Zelensky, nhưng ông Shisky không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công khai rút lui. Việc mất Alipka khiến ông Zelensky rơi vào tình thế tồi tệ. Ông đã mất đi những người ủng hộ nhiệt thành nhất trong quân đội bằng cách làm bẽ mặt chỉ huy cũ Zaludny và thay thế bằng Shisky. Theo tờ New York Times, sau khi để mất Adipka, lực lượng Ukraine sẽ cần một tuyến phòng thủ mới ở những địa hình hiểm trở, trong khi Nga cố gắng tận dụng lợi thế của mình. Với việc quân đội Nga chiếm được thành phố Adipka ở miền đông Ukraine ngày 17 tháng 2, chiến tuyến đã thay đổi đáng kể, dẫn tới một chương mệt mỏi tiếp theo của cuộc xung đột khi lực lượng Ukraine rút lui và quân đội Nga đang cải tổ để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Thất bại của Ukraine tại thành phố vốn bị bao vây, tranh giành kể từ năm 2014, xảy ra vào thời điểm đặc biệt nguy hiểm, khi cuộc chiến chuẩn bị bước sang năm thứ ba lực lượng Kiev đang thiếu đạn dược và phải đối mặt với tình trạng thiếu quân ngày càng trầm trọng. Sau cuộc rút lui khỏi Adipka, những vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn do địa hình bằng phẳng và khó phòng thủ ở bên ngoài thành phố. Nếu không có những ngọn đồi nhấp nhô, những con sông lớn hoặc những công sự kiên cố như đã được xây dựng xung quanh Adipka trong hơn một thập kỷ qua, Ukraine có thể sẽ phải mất nhiều vùng đất hơn để kiềm chân các đơn vị Nga. Liên quan đến tình hình trên tuyển tuyển Ukraine, Tổng thống Zelensky đã đưa ra nhận định sau khi tới thăm các binh sĩ trên tiền tuyến tại tỉnh Kharkov rằng quân đội Ukraine đang đối mặt với tình hình cực kỳ khó khăn ở một số khu vực. Trong khi quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu pháo, phòng không, tiền tuyến và cần thêm vũ khí tầm xa, thì Nga lại đang tận dụng điều đó và nã đạn dữ dội vào lực lượng Ukraine ở Zaporizhia, đồng thời phát động nhiều đợt tấn công nhằm vào làng Rabotino. Tổng thống Zelensky nhận định quân đội nước này đang đối mặt tình hình cực kỳ khó khăn dọc theo chiến tuyến vì viện trợ quân sự chậm trễ. Ông Zelensky cho biết quân đội Nga đang tận dụng tình trạng chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine, trong khi quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu pháo, phòng không tiền tuyến và cần thêm vũ khí tầm xa. Quân đội Ukraine cùng ngày cho biết các đơn vị nước này bị lực lượng Nga đang tiến công ở Zaporizhia nã đạn dữ dội Chủẩn tướng Alexander Tanavsky, chỉ huy nhóm tác chiến Tavria của Ukraine nói quân đội Nga đang phát động nhiều đợt tấn công nhằm vào làng Rabotino. Theo Dmitry Likovy, phát ngôn viên nhóm tác chiến Tavria, tình hình tại Rabotino rất căng thẳng khi đối phương đang tấn công dữ dội. Sau nhiều tháng giao tranh dữ dội, làng Rabotino bị san phẳng hoàn toàn. Phát ngôn viên Likovy cho biết, Nga đang tái tập hợp lực lượng sau khi kiểm soát hoàn toàn thành phố Adipka và có thể sẽ chuyển các đơn vị sang khu vực khác. Trong một diễn biến liên quan khác, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, ông Josep Borrell cho biết, gói trừng phạt chống Nga thứ 13 của EU có thể được thông qua trước ngày 24 tháng 2. Trang web EU Observer cho biết, gói này có thể nhắm mục tiêu vào 193 cá nhân và pháp nhân. Truyền thông phương Tây cho biết, EU đã đề xuất cấm các công ty EU giao dịch với một số công ty từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Serbia với lý do họ cung cấp hỗ trợ cho Nga trong xung đột ở Ukraine. Bloomberg đưa tin lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến các thực thể liên quan đến sản xuất vũ khí và cung cấp công nghệ cũng như thiết bị điện tử được các công ty quốc phòng Nga sử dụng. Ngoài ra, Bruxelles đã đề xuất các biện pháp chống lại các công ty vận tải mà EU cho rằng có liên quan đến việc vận chuyển đạn dược. Việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới cần có sự ủng hộ của tất cả các nước EU. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Sijato cho biết nước này sẽ không phủ quyết gói trừng phạt thứ 13 của EU đối với Nga. EU đã áp đặt loạt lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động cuộc tấn công tổng lực vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các nhà ngoại giao châu Âu cảnh báo EU sắp hết các mục tiêu trừng phạt đối với Moscow. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế Nga và khiến nước này không thể tài trợ cho hoạt động quân sự của mình. Thế nhưng, nền kinh tế Nga vẫn đứng vững nhờ những thay đổi chính sách tài khóa kịp thời và sự chuyển hướng phần lớn thương mại của nước này sang châu Á. Đòn trừng phạt gần nhất của EU nhắm vào Nga diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái. Nhóm biện pháp trừng phạt thứ 12 này của EU chủ yếu nhắm đến cấm xuất khẩu kim cương của Nga, cũng như các biện pháp thắt chặt việc thực thi giới hạn giá dầu nhằm hạn chế doanh thu mà Điện Kremlin thu được từ việc bán dầu thô cho các nước ngoài EU. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các đòn trừng phạt chớp nhoáng của phương Tây nhằm vào nền kinh tế nước này đã thất bại hoàn toàn. Ông nói, bất chấp các lệnh trừng phạt, tăng trưởng nền kinh tế của Nga sẽ hơn 3%, trong khi các nền kinh tế khác như Đức sẽ bị suy thoái. Trong bản cập nhật mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đã chỉ ra rằng, việc phương Tây trì hoãn hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể giúp Nga tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo một số khu vực tiền tuyến nhằm gây áp lực cho lực lượng Ukraine tại nhiều khu vực. Theo ISVK, tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí của Ukraine cùng với việc Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Kiev có thể đã tạo ra cơ hội cho lực lượng Nga tận dụng tình hình để tiến hành nhiều cuộc tấn công trong vài tuần qua. Binh sĩ Ukraine cho biết họ đang cạn kiệt vũ khí và đạn dược quan trọng khiến họ không thể chiến đấu hiệu quả trước lực lượng Nga. ISVK cũng cho biết lực lượng Nga đang tiến hành ít nhất 3 hoạt động tấn công dọc theo Kharkov, Lugansk ở phía đông bắc Ukraine đặc biệt là xung quanh Kupiansk và Liman, trong và xung quanh thị trấn phía đông Adipka và gần làng Robotin ở vùng Zaporizhia phía đông Ukraine. Theo báo cáo của ISV thì những cuộc tấn công này của Nga có thể sẽ cản trở lực lượng Ukraine chuẩn bị binh sĩ và trang thiết bị cho các hoạt động phản công mới. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho rằng vì quốc hội mỹ vẫn chưa thông qua dự luật bổ sung nên chúng tôi không thể cung cấp cho ukraine đạn pháo mà họ rất cần để ngăn chặn các cuộc tấn công của nga. Trước đó, quân đội ukraine đã bắt đầu rút khỏi thành phố chiến lược adipka. tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine alexander sisly cho biết quyết định rút quân được đưa ra nhằm bảo vệ lực lượng ukraine trước nguy cơ bị lực lượng nga bao vây hoàn toàn sau nhiều tháng giao tranh quyết liệt. isvk cho rằng tình trạng thiếu đạn dược là lý do khiến ukraine không thể giữ adipka đồng thời cho biết sự chậm trễ trong hỗ trợ an ninh của phương Tây, cụ thể là đạn pháo và các hệ thống phòng không quan trọng đã ngăn cản quân đội Ukraine phòng thủ trước những bước tiến của Nga ở Adipka. Một binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Adipka nói rằng đối phương có rất nhiều thứ, đủ loại trang thiết bị, trong khi chúng tôi gần như không có gì. Theo báo cáo công bố hồi đầu tháng 1 của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Russia, lực lượng Ukraine khai hỏa hơn 2.000 quả đạn pháo một ngày, trong khi quân đội Nga đang bắn gấp 5 lần con số đó. Ở một diễn biến khác, tại Hội nghị An ninh Toàn cầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục các nước đồng minh giải quyết tình trạng thiếu hụt vũ khí hiện nay. Ông Zelensky nói tại Hội nghị An ninh Toàn cầu Munich ở nước Đức rằng, thật không may, việc Ukraine rơi vào tình trạng thiếu hụt vũ khí nhân tạo, đặc biệt là pháo binh và các loại vũ khí tầm xa khác đang giúp Nga có thể thích ứng với nhịp độ cuộc xung đột. Phát biểu tại sự kiện có sự tham dự của các chính trị gia, nhà ngoại giao và quan chức quân sự từ khắp nơi trên thế giới ông zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của các nước phương tây ông đồng thời thúc giục họ nhiều hơn nữa để hỗ trợ kiev trong cuộc xung đột hiện nay với nga trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục gửi vũ khí và pháo binh cho ukraine là sự hỗ trợ quan trọng nhất mà các đồng minh có thể làm cũng trong sự kiện ông zelensky khẳng định không có giải pháp thay thế cho nguồn viện trợ của mỹ ông nói chúng tôi coi mỹ là đối tác chiến lược của mình và họ sẽ vẫn là đối tác chiến lược của chúng tôi Theo hai quan chức Mỹ, sau nhiều tháng nhận được yêu cầu tới Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách cung cấp cho Kiev biến thể tên lửa Atak MS tầm xa hơn, có thể tấn công vào bán đảo Crimea. Cuối năm 2023, Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS, nhưng cho đến nay mới chỉ chuyển cho Kiev các biến thể cũ tầm trung. Hiện Mỹ đang tính gửi biến thể Atak MS tầm xa hơn. Điều này sẽ cho phép Ukraine có thể tấn công vào bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ngân sách cho việc viện trợ vũ khí cho Ukraine vẫn đang bị đặt dấu hỏi do sự phản đối của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ. Tuần trước, Thượng viện đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa được Hạ viện đưa ra bỏ phiếu và cũng chưa rõ nó có được phê duyệt hay không. Trong nhiều tháng qua, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nói rằng họ sẽ chỉ phê duyệt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu chính quyền Tổng thống Biden đồng ý với các điều khoản mà đảng này đề xuất về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Washington có số lượng hạn chế tên lửa Atac MS và khó có thể gửi chúng đến Ukraine nếu không có tiền để bù lại vào kho dự trữ của Mỹ. Không loại trừ khả năng Mỹ sẽ đề nghị đồng minh cung cấp tên lửa Atac MS biến thể tầm xa hơn cho Ukraine. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tên lửa Atac MS được trang bị đầu đạn phân mảnh hoặc đầu đạn chùm. Tùy thuộc vào biến thể mà đầu đạn chùm của tên lửa Atac MS có thể mang theo từ 300 đến 950 quả đạn con, có tầm bắn 24 km đến 300 km. Atac MS với đầu đạn phân mảnh có tầm bắn tương tự. Tất cả tên lửa Atac MS được trang bị hệ thống xác định mục tiêu bằng định vị toàn cầu và công nghệ dẫn đường quán tính. Atac MS có thể được phóng từ bệ phóng HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS M270 mà Ukraine đã có. Điều này đồng nghĩa Atac MS sẽ bổ sung sức mạnh cho các phương tiện tấn công khác của Ukraine biến thể Attac MS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine chỉ có tầm bắn 165 km. Ngoài ra, Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel gần đây cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine về vũ khí trong phát biểu tại diễn đàn An ninh Munich tại Đức. Ông Pavel cho biết Cộng hòa Czech đang hợp tác với các đối tác trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, gồm Đan Mạch, Hà Lan và Canada, nhằm cung cấp cho Ukraine trang thiết bị và đạn dược cần thiết, kể cả từ các nước thứ ba. Tổng thống Pavel cho biết đã tìm phương án để mua 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm để cung cấp cho Ukraine trong những tuần tới. Song lưu ý rằng Praha cần nguồn tài trợ để thực hiện việc này. Ông Pavel bày tỏ ý định tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các đối tác ở Mỹ, Đức, Thụy Điển và các nước khác. Trong khi đó, chính phủ Canada cũng cho biết nước này sẽ gửi hơn 800 máy bay không người lái tới Ukraine, bắt đầu sớm nhất là vào mùa xuân này. Bộ Quốc phòng Canada cho biết máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine trong cuộc giao tranh chống lại Nga, nhất là trong việc giám sát và thu thập thông tin tình báo, cũng như được sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược. Gói viện trợ hơn 800 máy bay không người lái của Canada cho Ukraine trị giá 70 triệu đô la Mỹ là một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 370 triệu đô la Mỹ mà quốc gia Bắc Mỹ này công bố trước đó cho Kiev. Số máy bay không người lái Canada gửi đến Ukraine là hệ thống máy bay không người lái đa nhiệm Sky Ranger R-70 được sản xuất bởi Teledin ở Watteklo, Ontario. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair nói hôm 19 tháng 2, Chúng tôi đảm bảo Ukraine có máy bay không người lái cần thiết để phát hiện và xác định các mục tiêu quan trọng đối với cuộc giao tranh đang diễn ra của Ukraine. Canada sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào cần thiết. Trong hai năm qua, Canada cam kết hỗ trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trung tướng Nga Igor Kirillov người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga cho rằng Washington và Kiev đã vi phạm các điều khoản của OPCW và lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất trên chiến trường. Ông Kirillov cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả liệu đạn hơi ngạt do Mỹ sản xuất vào ngày 28 tháng 12 năm 2023. Với hợp chất CS, một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát bạo lực, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên, có thể gây bỏng da, liệt hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Ông cho rằng Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine và vi phạm trực tiếp các quy tắc của OPCW, trong đó nêu rõ một quốc gia không bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào được chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ ai. Ông cũng cho biết vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, lực lượng của Moscow đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái, mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin, được phân loại là hợp chất bị nghiêm cấm, ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Theo ông Kirillov, loại hóa chất tương tự cũng được Kiev sử dụng vào ngày 3 và ngày 11 tháng 8 năm 2023, gần là Roboti. Vị tướng này cũng đưa ra một số ví dụ tố Kiev sử dụng chất độc hại chống lại quân nhân Nga, cũng như đầu độc các quan chức cấp cao vào tháng 8 năm 2022. Ông Kirillov cho biết, tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine dưới sự hướng dẫn của những người ủng hộ từ phương Tây đang phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit hydrocyanic và ammoniac để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Ông nói thêm rằng, kế hoạch được chứng minh bằng việc Kiev đã yêu cầu EU cung cấp cho nước này thuốc giải độc, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Trước đó là thuốc giải độc phốt phò hữu cơ và khí mù tạt cùng một số chất khác được các nước NATO cung cấp vào năm 2023. Ông Kirillov bình luận, rõ ràng là số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá mức đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học. Trước đó, Ukraine đã cáo buộc Nga sử dụng hóa chất độc hại trong hơn 200 cuộc tấn công trên chiến trường chỉ trong tháng 1. Một sự gia tăng mạnh mẽ việc sử dụng loại vũ khí này kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tháng 2 năm 2022. Tuyên bố mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ ra CS hay hơi cay được Nga sử dụng trong nhiều loại lựu đạn khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 815 trường hợp Liên bang Nga sử dụng đạn dược chứa hóa chất độc hại đã được ghi nhận. Trong số này, chỉ tính riêng tháng 1 năm 2024 là 229 trường hợp. Tướng Oleksandr chỉ huy nhóm tác chiến Tavria, đóng ở phía đông nam cho rằng quân đội Nga đã vận chuyển đạn dược chứa hóa chất bằng máy bay không người lái. Và trong đó, ông này đề cập đến chloropicrin, chất được sử dụng làm khí độc trong Thế chiến thứ nhất. Khí CS là loại khí được lực lượng cảnh sát sử dụng rộng rãi, bị cấm trên chiến trường theo Công ước Quốc tế về Vũ khí Hóa học, trong đó nêu rõ tại điều 1. Mỗi quốc gia thành viên cam kết không sử dụng các chất kiểm soát bạo loạn như một phương thức chiến tranh. Trong ngày 19 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tới thăm sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 14 ở Kubian, vùng Kharkov. Tại đây, ông Zelensky đã nghe báo cáo về tình hình trên tiền tuyến, thảo luận về vấn đề đạn dược, cùng như trao đổi cho một số sĩ quan có thành tích xuất sắc. Ông Zelensky nói, tôi đã tới thăm căn cứ của Lữ đoàn số 14, được gặp những người đang bảo vệ chúng ta là một vinh dự lớn. Thay mặt toàn thể người dân Ukraine, tôi cảm ơn những người lính đã làm tốt nhiệm vụ mỗi ngày. Tôi luôn tin tưởng vào quân đội của chúng ta, chúc mọi người luôn khỏe mạnh. Ông Zelensky tới thăm Kubian trong bối cảnh quân đội Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi Adipka, thành phố có vị trí chiến lược ở Kharkov. Giống với Adipka, Kubian là một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine ở vùng Đông Bắc. Nga từng kiểm soát được thành phố này ở đầu cuộc xung đột, nhưng đã bị Ukraine đẩy lùi khỏi khu vực này vào cuối năm 2022. Theo Sputnik, trong ngày 19 tháng 2, một quan chức Nga đã tiết lộ về việc Ukraine từng tìm cách đầu độc hai lãnh đạo được Moscow bổ nhiệm ở vùng Kherson và Luhan, nhưng hai người này vẫn sống sót. Nguồn tin của Sputnik cho biết, Kiev đã cố gắng đầu độc tỉnh trường Kherson do Nga chỉ định là ông Vladimir Sando hồi tháng 8 năm 2022. Tới tháng 12 năm 2023, họ thực hiện nỗ lực tương tự với ông Leonid Basenic, lãnh đạo Luhan do Nga bổ nhiệm. Nói về khả năng Ukraine sẽ tiếp tục mở cuộc phản công sau khi để mất Adipka, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của tướng Sergei Ruskoi, cục trưởng cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, kiêm phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất trong cuộc phỏng vấn với tờ Karasnaya Zvezda. Các lực lượng vũ trang Ukraina vẫn duy trì khả năng chiến đấu để tiến hành các hoạt động chủ động. Trong tương lai, với sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn từ phương Tây, không thể loại trừ một nỗ lực phản công khác. Ông Ruskoi cho biết thêm, binh sĩ từ các nước NATO đang vận hành các hệ thống phòng không, hệ thống tên lửa phóng loạt và hệ thống tên lửa chiến thuật ở Ukraina. Ông Ruskoi nói, các binh sĩ NATO đang tham gia vào cuộc xung đột, họ điều khiển các hệ thống phòng không, tên lửa chiến thuật và hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời là một phần của các đơn vị tấn công. Bình luận của ông Ruskoi được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa tuyên bố kiểm soát Adipka, thành trì quan trọng ở miền đông Ukraina. Đây được coi là thắng lợi lớn nhất của Moscow kể từ khi giành được Bakhmut hồi tháng 5 năm 2023. Các nhà quan sát nhận định rằng việc kiểm soát Adipka sẽ giúp Nga mở đường tiến công các thành phố khác như Konstantinovka ở phía Bắc và tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Chuyển qua những thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng các binh sĩ NATO và các khí tài như xe bọc thép, máy bay và trực thăng, hệ thống pháo đã được triển khai gần biên giới Nga và Belarus, đồng thời nhấn mạnh châu Âu không hề bình yên kể cả gần biên giới của nước này. Vừa qua, Sputnik dẫn tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói khoảng 32.000 binh sĩ NATO, hơn 1.000 xe bọc thép, 235 máy bay và trực thăng, khoảng 160 hệ thống pháo đã được triển khai gần biên giới Nga và Belarus. Tổng thống Lukashenko cho biết châu Âu không hề bình yên kể cả gần biên giới của chúng tôi. Ông Lukashenko nói thêm rằng Bosnia và Herzegovina, Moldova, Georgia và Serbia sẽ sớm gia nhập NATO với kịch bản tương tự như ở Ukraine. Trước đó, NATO tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Nga và Belarus kéo dài đến 6 tháng. Trong số này có cả Steadfast Defender 2024, cuộc tập trận lớn nhất của phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh và sẽ kéo dài từ ngày 22 tháng 1 đến 31 tháng 5. Steadfast Defender 2024 sẽ có sự tham gia của hơn 100.000 quân nhân từ 32 nước. Ba Lan sẽ đóng vai trò đặc biệt trong những sự kiện này khi các hành động chính diễn ra ở Ba Lan và các nước vùng Baltic. Kể đến là cuộc tập trận Nordic Response C 2024 diễn ra với sự tham gia của 20.000 binh sĩ NATO được tổ chức ở các khu vực phía Bắc của Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, kể cả các khu vực trên không và trên biển tương ứng. Phần trên biển của cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 50 tàu ngầm, tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu sân bay và tàu đổ bộ. Hơn 100 máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay trinh sát hải quân, cũng như các máy bay trực thăng CH-43 Super Stallion, Merlin, Kobra và Osprey sẽ tham gia cuộc diễn tập trên không gần biên giới của nhà nước Liên minh Nga Belarus. Giai đoạn chính của cuộc tập trận Nordic Response 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 3 tháng 3 đến 14 tháng 3 gần các thành phố Bezovic và Trung So của Na Uy. Cuộc tập trận này, giống như Steadfast Defender 2024, có quy mô đáng kể và tầm quan trọng chiến lược. Bên cạnh đó, Tổng tư lệnh quân đội Estonia Martin Herem thừa nhận nato từng đánh giá thấp năng lực bổ sung nhân lực và sản xuất đạn dược của nga tuy nhiên chia sẻ với hãng tin bloomberg ông martin herem cho hay thông tin tình báo mới về năng lực của nga đã khiến nato phải đánh giá lại và đưa ra loạt cảnh báo để chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài theo tướng herem trái với những dự đoán trước đây nga hiện có thể sản xuất vài triệu quả đạn pháo mỗi năm và tuyển hàng trăm nghìn binh sĩ ông herem nói rất nhiều người nghĩ rằng họ không thể vượt xa điều đó nhưng ngày nay sự thật lại cho chúng ta thấy điều ngược lại Nga thậm chí có thể sản xuất nhiều hơn và gấp nhiều lần đạn dược. Theo tờ Financial Times, vào tháng 7 năm 2023, Đô đốc Tony Radakin, cựu chỉ huy các lực lượng vũ trang Anh, cho hay Nga có thể sản xuất 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Vào tháng 12 năm 2013, Bộ Quốc phòng Anh ước tính Nga có thể cần tới 10 năm để bổ sung vũ khí. Nhưng các chỉ huy quân sự, nhà phân tích và quan chức NATO lại cho rằng năng lực sản xuất vũ khí của Nga đang ngày càng tăng. Thậm chí, ông Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, từng nói dù chịu tổn thất đáng kể ở Ukraine, nhưng các lực lượng mặt đất của Nga vẫn có đông quân hơn so với thời điểm Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trong những năm gần đây, Nga đã chứng kiến hoạt động chưa từng có của NATO gần biên giới phía Tây. Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc liên minh này tăng cường lực lượng ở châu Âu, đặc biệt kể từ khi khối này ủng hộ Ukraine trong bối cảnh nước này tấn công đôn bát. Kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự, các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine thiết bị quân sự và Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ vũ khí phương Tây nào ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Moscow. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB ở thành phố Yekaterinburg, vùng Uran, thông báo đã trấn áp các hoạt động phi pháp của một phụ nữ 33 tuổi mang hai quốc tịch Nga và Mỹ. Nghi phạm bị cáo buộc phản quốc, đối mặt án tù từ 20 năm đến trung thân. Theo FSB, nghi phạm đã chủ động quyên góp tiền để mua vật tư y tế, trang thiết bị và đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine từ tháng 2 năm 2022. FSB cho biết nghi phạm còn tham gia các cuộc tuần hành ủng hộ Ukraine ở Mỹ. Video trên Ria Novosti cho thấy các sĩ quan FSB còng tay và áp giải một phụ nữ về phòng giam chờ xét xử. Người này mặc áo khoác trắng, đội mũ trắng với vành mũ kéo xuống che kín mắt. Ngoài ra, Nga cũng đang giam giữ một số công dân Mỹ với cáo buộc hoạt động gián điệp tại nước này trong đó có phóng viên tờ Wall Street Journal Ivan Geskovic và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan. Đây không phải là lần đầu tiên Nga bắt công dân vì tội danh phản quốc liên quan tới Ukraine. Trước đó, an ninh Nga đã bắt hai người tại Rostov-on-Don bị nghi làm gián điệp, thu thập thông tin về các đơn vị quân đội và chuyển cho Ukraine. Những người này chủ động liên hệ với đại diện của cơ quan đặc biệt Ukraine. Sau cuộc thảo luận, họ đồng ý thu thập và chuyển thông tin liên quan đến các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga. Theo FSB, hai người bị bắt khai nhận đã quan sát, thu thập và chuyển cho Ukraine thông tin về vị trí trang thiết bị quân sự cùng nhân sự của các đơn vị thuộc quân khu miền Nam để nhận tiền. Những người bị bắt đối mặt với cáo buộc phạm tội phản quốc với án tù lên tới 20 năm. Điều 275 của Bộ Luật Hình sự Nga định nghĩa tội phản quốc là hoạt động gián điệp, cung cấp bí mật quốc gia cho các nước và tổ chức bên ngoài, bỏ trốn theo kẻ thù, cũng như hỗ trợ một quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài cũng như đại diện của họ, những bên có các hành động chống lại an ninh của Liên bang Nga. Tháng 3 năm ngoái, FSB cho biết họ đã phối hợp với Bộ Nội vụ Nga bắt giữ một nữ công dân nước này ở thủ đô Moscow. FSB nói người này đã phạm tội phản quốc vì hỗ trợ tài chính cho các lực lượng vũ trang Ukraine, hành vi phá hoại an ninh của Liên bang Nga. Về phía Ukraine, lực lượng phản gián thuộc Cục An ninh Ukraine SSU trước đó cũng từng cho hay các nhân viên của họ đã bắt giữ một điệp viên nghi trực thuộc cơ quan tình báo quân đội Nga GRU. Theo thông cáo đăng trên trang web của SSU, đối tượng nghi là điệp viên GRU nói trên bị phát hiện khi đang thực hiện các hành vi do thám nhằm tìm kiếm nhiều cơ sở quân sự và tập đoàn quốc phòng Ukraine tại tỉnh Zaporizhia. Thông cáo viết, trước tiên, người này quan tâm tới những tập đoàn có liên quan tới việc sản xuất đạn dược cho các xe bọc thép hạng nặng, tên lửa hay các loại pháo. Ngoài ra, đối tượng cũng xác định các điểm triển khai tạm thời của nhiều đơn vị vũ trang cùng trang thiết bị Ukraine và tiến hành quay phim, chụp ảnh những nơi đó. Để tránh bị chú ý, người đàn ông này di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng và lén chụp ảnh các cơ sở hạ tầng mà bản thân tin đó là những cơ sở sản xuất quân sự. Cũng theo SSU, đối tượng trên được GRU tuyển dụng ngay khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra và bắt đầu các hoạt động do thám tình báo kể từ mùa thu năm ngoái. Quốc hội Ukraine vừa thông qua dự luật cho phép sử dụng và hỗ trợ chi phí tinh trùng đông lạnh của quân nhân trong trường hợp họ đã chết. Khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ký thành luật, đây sẽ là lần đầu tiên luật pháp Ukraine cho phép bạn đời của quân nhân Ukraine sử dụng tinh trùng hoặc trứng của người chồng hoặc vợ đã chết để sinh con. Luật cũng cho phép binh sĩ sử dụng tế bào sinh sản trữ đông để sinh con nếu không thể sinh con vì thương tích. Ngoài ra, nhà nước sẽ trả chi phí trữ đông tinh trùng hoặc trứng trong 3 năm sau khi binh sĩ tử vong với điều kiện ghi đầy đủ họ tên cha mẹ ruột đã qua đời trên giấy khai sinh của đứa trẻ. Hiện tại, chính phủ sẽ trả chi phí đông lạnh ban đầu trứng hoặc tinh trùng. Nhiều người Ukraine từ lâu đã suy nghĩ tới vấn đề bảo vệ cơ hội sinh con của quân nhân. Irina Feskova, bác sĩ sản công tác tại trung tâm Sanamed ở Kharkov, cung cấp dịch vụ miễn phí chữ đông trứng và tinh trùng quân nhân từ những tháng đầu tiên cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Bà Feskova nói, chúng tôi muốn đóng góp cho chiến thắng và tương lai giống nòi của người Ukraine. Bà cho hay khả năng binh sĩ bị tổn thương cơ quan sinh sản và chất lượng tinh trùng khiến việc trữ đông tế bào sinh sản trở nên đáng giá. Trung tâm của bà đang lưu trữ tinh trùng của hàng chục quân nhân, những bệnh viện khác lưu hàng trăm mẫu. Chữ đông trứng và tinh trùng không phải chủ đề cấm kỵ ở Ukraine nhưng là chủ đề mới, được nhiều người quan tâm hơn từ khi xung đột với Nga bắt đầu. Theo bà Feskova, trung tâm của bà tuyên truyền kiến thức về chữ đông tế bào sinh sản và cách làm này đang phát huy hiệu quả. Nhưng số người áp dụng phương pháp này cho thấy nó vẫn chưa phổ biến. Cuộc xung đột với Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình nhân khẩu học, vốn đã nguy cấp của Ukraine, đẩy nước này đến bờ vực của một thảm họa. Đó là nhận định của chuyên gia khoa học chính trị về Ukraine, bà Jadwiga Rogoza, từng là cán bộ đại sứ quán Ba Lan tại Nga, trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông Ba Lan OSW. Theo bà Rogoza, trong 3 thập kỷ qua, dân số Ukraine đã chứng kiến sự suy giảm mạnh do tỷ lệ sinh âm và động lực di cư cao. Năm 1989, Ukraine có khoảng 51,5 triệu dân, nhưng vào năm 2019, ước tính dân số của họ chỉ ở mức 37 triệu. Cuộc xung đột đang diễn ra dẫn đến một số lượng lớn, mặc dù chưa được tiết lộ thương vong, chủ yếu là nam giới và thường dân, cũng như hàng triệu người tị nạn, với triển vọng trở về quê hương không rõ ràng. Cuộc xung đột cũng làm xấu đi sức khỏe thể chất, và tinh thần của người dân Ukraine và góp phần làm suy giảm thêm kế hoạch sinh đẻ của thế hệ trẻ do điều kiện sống không ổn định trong những năm tiếp theo. Xung đột cũng có tác động tới tình trạng tinh thần của công dân dẫn đến nguy cơ rối loạn, chẳng hạn như trầm cảm hoặc PTSD, rối loạn sang chấn, đồng thời làm tăng xu hướng tiếp cận với các chất kích thích thần kinh và dễ mắc các chứng nghiện khác. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng số người có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở Ukraine sẽ lên tới 10 triệu người xung đột Nga-Ukraine năm 2022 đã đẩy nhanh quá trình giảm dân số ở quốc gia Đông Âu này. Do hậu quả của giao tranh, một số lượng đáng kể người Ukraine, đặc biệt là binh sĩ, đã thiệt mạng. Cuộc xung đột làm trầm trọng thêm các vấn đề nhân khẩu học mà Ukraine đã phải đối mặt trong suốt 3 thập kỷ qua. Ukraine vào năm 1991 được xếp hạng thứ 22 trên thế giới về dân số đã tụt xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng này và có thể sớm chuyển sang nhóm các quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng thiếu dân số ở quy mô lớn, cản trở quá trình tái thiết và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong những thời khắc khó khăn, khủng hoảng của lịch sử, người Ukraine thường thể hiện khả năng phục hồi, tự chủ và khả năng thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Dù trong hoàn cảnh đầy thách thức, nhưng họ tỏ ra rất tin tưởng vào sức mạnh của mình, lạc quan về tương lai của đất nước. Thưa quý vị, tại Brussels, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Rafael Grossi cho biết, Liên minh châu Âu EU phụ thuộc vào uranium của Nga nên việc trừng phạt ngành hạt nhân của nước này là không thực tế và đặt ngành hạt nhân ở nhiều nước vào tình trạng bế tắc. Vừa qua tại Brussels, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Rafael Grossi cho biết, Liên minh châu Âu EU phụ thuộc vào uranium của Nga nên việc trừng phạt ngành hạt nhân của nước này là không thực tế và đặt ngành hạt nhân ở nhiều nước vào tình trạng bế tắc. Tuyên bố trên được ông Grossi đưa bên thêm cuộc họp của các ngoại trưởng EU về chương trình làm giàu hạt nhân của Iran. Trước đó, một số quốc gia thành viên EU đã đề xuất mở rộng lệnh cấm vận của khối đối với nhiên liệu hạt nhân mà Moscow bán. Tập đoàn năng lượng thuộc sở hữu nhà nước Rosatom của Nga nằm giữ gần 50% cơ sở hạt tầng làm giàu uranium toàn cầu và chiếm gần 36% lượng xuất khẩu của thế giới trong năm 2022. Rosatom đang xây dựng hơn 20 lò phản ứng hạt nhân trên khắp thế giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary tới Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ. Tháng 11 năm 2013, chính phủ Mỹ đã ghi nhận một thực tế đáng lo ngại rằng gần 20% nhiên liệu hạt nhân mà các nhà máy điện Mỹ sử dụng đều đến từ Nga. Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Katherine Hook nói việc nước này chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga là rất quan trọng. Hiện có nhiều tin đồn rằng Mỹ có kế hoạch cấm nhập khẩu uranium của Nga kể từ năm 2028. Công thầu ông Grossi nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hạt nhân của Nga sẽ khiến EU tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ và điều này khó có thể xảy ra. Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu toàn cầu về uranium đã được làm giàu đang thực sự tăng lên. Ông Grossi thừa nhận, thành thật mà nói, tôi thấy khả năng làm giàu uranium của Nga ngày càng gia tăng trên thế giới thay vì giảm đi. Lãnh đạo IAEA cho biết sẽ sớm tới thăm Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi tiếp tục tới Tehran để đàm phán với chính phủ Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ hiện đang thúc đẩy sản xuất uranium độ giàu thấp với các dự án như cơ sở của Centrus Engineer Corp tại Ohio. Trong khi đó, Vương quốc Anh có kế hoạch đầu tư phát triển năng lực sản xuất uranium độ giàu thấp cho các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo. Trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, giảm sự phụ thuộc vào Nga, Mỹ và một số nước châu Âu đã công bố các kế hoạch điện hạt nhân đầy tham vọng trong những thập kỷ tới nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh tuy nhiên tình trạng thiếu sản xuất uranium bên ngoài nga có thể cản trở các kế hoạch này các lệnh trừng phạt đối với mặt hàng năng lượng và các sản phẩm khác của nga sau xung đột ukraine đã dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên uranium và các nguyên liệu quan trọng khác trên toàn cầu tình trạng này đã thúc đẩy một số cường quốc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ và tăng cường sản xuất nhiều loại năng lượng và vật liệu có liên quan điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động sản xuất uranium mới có thể sớm xuất hiện ở châu âu và mỹ trong khi Mỹ và châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với việc nhập khẩu các sản phẩm năng lượng như dầu và khí đốt của nga, việc thực hiện biện pháp tương tự với uranium lại khó khăn hơn do thiếu nguồn cung thay thế. Nga đang kiểm soát khoảng 40% cơ sở xử lý uranium trên toàn cầu và 46% tổng công suất làm giàu uranium thế giới. nước này cũng đi trước các đối thủ cạnh tranh khi sản xuất các loại uranium cải tiến, chẳng hạn như uranium độ giàu thấp với tỷ lệ làm giàu 15 đến 19,75%. Vốn cần thiết để cung cấp năng lượng cho lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới nhất. Khi châu Âu đa dạng hóa nguồn cung uranium, Kazakhstan đã trở thành nhà cung cấp chính, cung cấp 26,82% lượng uranium của Liên minh châu Âu EU vào năm 2022. Kazakhstan đã tăng cường năng lực sản xuất đều đặn trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, Niger chiếm 25,38% nguồn cung uranium cho EU, còn Canada chiếm 21,99%. Các chuyên gia lưu ý châu Âu và Mỹ phải phát triển khả năng sản xuất uranium nội địa nếu muốn tránh hoàn toàn việc sản xuất uranium có liên quan đến Moscow, cũng như đảm bảo rằng họ vẫn có khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Theo hãng tin RT, chia sẻ trên mạng xã hội X trước đây là Twitter, tỷ phú Mỹ Elon Musk, giám đốc điều hành SpaceX cho rằng xung đột Nga-Ukraine càng kéo dài, Moscow sẽ càng có thêm ưu thế. Nhận định của ông Musk được đưa ra sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Adipka ở vùng Donetsk của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành toàn quyền kiểm soát thị trấn Adipka sau một cuộc rút lui hoảng loạn khiến các lực lượng Ukraine thiệt hại khoảng 1.500 binh sĩ chỉ trong 24 giờ. Với việc giành được Adipka, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này sẽ tiếp tục tấn công để giải phóng thêm nhiều khu vực ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng giới chức ukraine và mỹ đã đổ lỗi việc kiev mất adipka là do nguồn viện trợ của phương tây bị cạn kiệt ngoài tình trạng thiếu đạn dược ukraine còn đang phải vật lộn với việc mất hàng trăm nghìn binh sĩ hồi đầu tháng này tờ washington post đưa tin việc thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của ukraine có thể sớm dẫn đến sự sụp đổ trên toàn mặt trận cách đây vài ngày tỷ phú mỹ elon musk cho rằng washington nên ngừng viện trợ kiev bởi điều đó chỉ khiến xung đột kéo dài tỷ phú Elon Musk tổ chức trò chuyện trực tuyến trên mạng xã hội X qua tính năng X Spaces với các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Ông Musk nói không đời nào Nga chấp nhận thua trong cuộc giao tranh ở Ukraine. Ông Musk khuyến khích người dân Mỹ tác động đến các nghị sĩ về dự luật tài trợ cho Ukraine. Ông Musk nói khoản chi này thực tế sẽ không giúp ích cho Ukraine, kéo dài xung đột không phải là biện pháp giúp đỡ Kiev. Để những người lính này chết là sai trái, việc này cần phải dừng lại tỷ phú Mỹ khẳng định ông không phải người biện hộ cho Tổng thống Nga Putin, nhấn mạnh các công ty của ông đã cực lực làm suy yếu Moscow hơn bất cứ bên nào. Cuộc trò chuyện trực tuyến X-Spaces có Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson, j Vance, Mike Lee và ứng cử viên Tổng thống bỏ cuộc hồi tháng 1 Vivek Ramaswamy. Trong diễn biến khác có liên quan, theo hãng tin Reuters của Anh, Ukraine Quốc gia đã sử dụng Starlink để liên lạc quân sự trong suốt cuộc xung đột với Nga, gần đây đã cáo buộc quân đội Nga đang sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink ở các vùng của Ukraine mà họ kiểm soát. Liên quan tới vấn đề này, khi trả lời các phóng viên qua điện thoại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Starlink không phải hệ thống được Nga chứng nhận. Do đó, Starlink không thể và không được cung cấp chính thức ở Nga, cũng như không thể được sử dụng chính thức dưới bất kỳ hình thức nào. Theo ông Peskov, vì lẽ đó, chúng ta không nên can thiệp vào cuộc thảo luận giữa chế độ Kiev và doanh nhân Musk. Theo tờ Kiev Independent cho biết, cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã công bố một đoạn ghi âm một cuộc điện thoại bị chặn. Trong đó, các binh sĩ Nga được cho là đang thảo luận về việc thiết lập thành công thiết bị đầu cuối của hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, cùng ngày, tỷ phú công nghệ Elon Musk viết, theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi chưa có hệ thống Starlink nào được bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho Nga. Sau đó, trong một tuyên bố tiếp theo, tỷ phú Musk nói rằng Starlink sẽ không kết nối với các thiết bị ở Nga. Ông Musk viết các vệ tinh Starlink sẽ không đóng liên kết ở Nga. Trong nhiều tuần qua, các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan đã chặn các xe tải chở hàng của Ukraina không cho qua biên giới vào Ba Lan để phản đối điều mà họ cho là cạnh tranh không công bằng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắc tới việc các tài xế xe tải và nông dân Ba Lan đã phong tỏa biên giới hai nước thời gian qua. Những điều đang diễn ra ở biên giới phía Tây với Ba Lan không thể được coi là điều bình thường. Ông Zelensky nói hành động phong tỏa thể hiện sự sói mòn tình đoàn kết. Trên thực tế, vấn đề không phải về ngũ cốc mà là về chính trị. Tổng thống Ukraine nói thêm rằng chỉ 5% hàng nông sản xuất khẩu nước này đi qua biên giới Ba Lan giao thông đường bộ qua Ba Lan đã trở thành tuyến xuất khẩu quan trọng của các công ty Ukraine sau khi xung đột Nga-Ukraine làm tắc nghẽn các tuyến vận tải lớn qua Biển Đen. Tuy nhiên, lộ trình này gần đây bị cản trở khi các công ty vận tải và nông dân Ba Lan nổi giận cho rằng Ukraine đang gây ảnh hưởng tới thị trường nội địa. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết 6 cửa khẩu biên giới đã bị chặn từ phía Ba Lan. Ông Kubrakov nhấn mạnh việc biên giới Ukraine-Ba Lan bị phong tỏa sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hai bên. Ông cũng nói về các cuộc biểu tình phía Ba Lan. Hành động chặn biên giới là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh của một quốc gia đang phòng thủ. Họ chặn mọi thứ, trong đó những xe tải chở nhiên liệu. Và ngày trước người biểu tình còn không cho các xe tải chở vũ khí đi qua. Trong khi đó, phía Ba Lan cho biết khoảng 600 xe tải đang xếp hàng chờ ở cửa khẩu Dorohus để vào Ba Lan. Theo nguồn tin này, hơn 20 xe tải đã vượt qua biên giới vào Ukraine trong đêm ngày 18 tháng 2, nhưng không có xe tải nào từ Ukraine vào Ba Lan. Dự kiến, tình hình có thể căng thẳng hơn khi nông dân Ba Lan kêu gọi phong tỏa hoàn toàn biên giới với Ukraine. Nông dân ở khắp châu Âu cũng phản đối chính sách nông nghiệp của EU, trong đó có cả các quy định về môi trường mà họ cho rằng làm tổn hại đến lợi ích của họ. Theo Force Ukraine, việc phong tỏa các trạm kiểm soát ở biên giới và những hành động của nông dân Ba Lan chống lại các hãng vận tải Ukraine có thể khiến ép ban hành lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ quốc gia láng giềng. Một số quan chức chính phủ Ukraine đã xác nhận về việc các nước này đang thảo luận về biện pháp nêu trên thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm và kia ép tránh các bước đi quyết liệt như vậy. Tuy nhiên, theo các quan chức, Ukraine đang ở điểm thấp nhất và nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện nay, họ sẽ buộc phải thực hiện bước đi này. Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine Mikola Solsky xác nhận, ép có sự cân nhắc giữa cấm hoàn toàn việc nhập khẩu nông sản hoặc hạn chế một phần đối với một số mặt hàng. Tuy nhiên, quyết định sẽ chỉ được đưa ra sau các cuộc đàm phán với phía Ba Lan và quá trình này có thể phải mất 2 tuần việc phong tỏa biên giới đang gây tổn thất lớn cho ngân sách của Ukraine. Tính đến hết tháng 1, hải quan nước này có thể đã thất thu tới 7,7 tỷ hryvnia, 20 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, chuyển qua những thông tin đáng chú ý khác. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng giới lãnh đạo Nga sẽ ăn mừng nếu ông Donald Trump thắng thêm một nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng giới lãnh đạo Nga sẽ ăn mừng nếu ông Donald Trump thắng thêm một nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Ông John Bolton, từng là cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời chính quyền ông Donald Trump và hiện là người chỉ trích mạnh mẽ cựu tổng thống. Hôm ngày 19 tháng 2, trả lời phỏng vấn rằng việc tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây nói muốn tổng thống Joe Biden tái đắc cử rõ ràng là nỗ lực đánh lạc hướng thông tin. Lãnh đạo Nga chỉ đang cho ông Trump cơ hội nói, tôi nghĩ đó thực sự là lời khen dành cho mình và cựu tổng thống thật ngốc nghếch khi nắm lấy cơ hội đó. Putin cho hay, ý tôi là nếu ông Trump đắc cử sẽ có buổi ăn mừng ở điện Kremlin. Khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Nga, ông Trump nói trong cuộc vận động tranh cử ở Nam Carolina rằng thực ra Tổng thống Nga Putin vừa dành cho tôi lời khen tuyệt vời. Ông Trump từ lâu coi mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin như minh chứng về kết quả chính sách đối ngoại của chính quyền ông. Song Putin nhận xét cựu Tổng thống chỉ làm đúng theo những gì lãnh đạo Nga muốn. Ông Trump thường không chỉ trích Tổng thống Putin như các lãnh đạo phương Tây. Ông Putin nói tiếp, đơn giản là ông ấy không muốn chỉ trích người bạn Putin, vì trong suy nghĩ của ông Trump, nếu ông ấy có mối quan hệ tốt với ông Putin thì Mỹ cũng có mối quan hệ tốt với Nga. Trong khi đó theo nhận định của Hussein Odemi, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thế giới TRT có trụ sở tại Istanbul trên trang web của hãng thông tấn Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu lại đang trên bờ vực bất ổn và việc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khả năng trở lại nắm quyền có thể có những tác động lớn tới tình hình ở lục địa này. Chuyên gia Odemi cho rằng bối cảnh châu Âu ngày nay hoàn toàn khác với lịch sử mạnh mẽ của họ hiện đang phản ánh sự rời rạc và vật lộn với những thách thức gây nguy hiểm cho sự gắn kết trên lục địa. Sự ra đi của các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng, điển hình là việc cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel rời khỏi sân khấu chính trị chỉ 3 tháng trước cuộc xung đột nga ukraine làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về việc thiếu vắng sự lãnh đạo mang tính quyết định trong chính châu Âu. Nhiều đối tác chiến lược của Liên minh châu Âu EU có thể đóng vai trò lãnh đạo, chẳng hạn như Anh, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn cũng là thành viên NATO nhưng vẫn ở ngoài EU. Hơn nữa, Sức mạnh EU phụ thuộc vào khả năng hợp tác hiệu quả. Hợp tác nội bộ này đòi hỏi phải nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về mọi vấn đề. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của EU không tạo ra nhiều niềm tin. Các nhà lãnh đạo châu Âu, những người đang nỗ lực xây dựng sự đồng thuận trong các vấn đề quan trọng như hỗ trợ Ukraine, giải quyết vấn đề nhập cư và phản ứng với cuộc xung đột của Israel và Gaza, sẽ phải đối mặt với những thử thách thậm chí còn khó khăn hơn nếu ông Trump đắc cử. Nếu ông Trump thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, điều này có nghĩa là Washington sẽ tập trung vào châu Á Thái Bình Dương hơn là châu Âu. Ông Trump sẽ không rút Mỹ khỏi NATO nhưng sẽ không thực hiện điều năm, làm dấy lên lo ngại về sự gắn kết và đoàn kết của NATO. Khả năng này xuất phát từ những lời chỉ trích của ông Trump đối với EU vì đã không chia sẻ gánh nặng tài chính của NATO, bất chấp sự hồi sinh của liên minh này kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm xung đột ở Ukraine nổ ra. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.